Chào các bạn, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau giải bài tập 24 sách giáo khoa trang 75 Để bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính Vậy thì cô và các bạn sẽ cùng đi vào từng ý Ý A nhỏ là âm 5 cộng với âm 248 Đây là phép cộng hai số nguyên âm Thì chúng ta có quy tắc cộng hai số nguyên âm Các bạn dở cho cô phần phía trên này, phần đóng khung ở phía trên Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả vậy thì áp dụng quy tắc này chúng ta có này âm năm cộng với âm hai trăm bốn mươi tám vậy đầu tiên chúng ta sẽ cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng giá trị tuyệt đối của âm năm thì bằng bằng năm đúng không ạ giá trị tuyệt đối của âm hai trăm bốn mươi tám là bằng hai trăm bốn mươi tám vậy cô cộng hai giá trị này vào với nhau Đấy, các bạn nhớ lại nhé giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm thì bằng số đối của nó mà Đấy, từ đây thì chúng ta có hai kết quả này. Tôi đặt dấu trừ trước kết quả. Vậy cô đặt dấu trừ trước kết quả này. Và cuối cùng chúng ta được kết quả là bằng 253. Rồi đấy là ý A. Ý B. 17 cộng với giá trị tuyệt đối của âm -33. Rồi với những ý mà có giá trị tuyệt đối, vậy thì trước tiên các bạn sẽ tính giá trị tuyệt đối trước cho cô. Đấy, vậy là ở đây chúng ta sẽ đi tính giá trị tuyệt đối của âm 33 thì số 17 chúng ta chưa tổ, chưa tính đến thì sẽ giữ nguyên này cộng này giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là bằng số đối của nó số đối của âm 33 là bằng 33 vậy thì giá trị tuyệt đối của âm 33 thì sẽ bằng 33 và từ đây chúng ta thực hiện như cộng hai số nguyên dương hay nói cách khác là cộng hai số tự nhiên khác không bình thường đúng không ạ và các bạn được kết quả là bằng 50 Ý C Giá trị tuyệt đối của âm 37 Cộng giá trị tuyệt đối của dương 15 Rồi chúng ta cũng vẫn phải đi tính giá trị tuyệt đối trước Giá trị tuyệt đối của âm 37 Thì bằng số đối của nó Nghĩa là bằng 37 này Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương Dương 15 ở đây là một số nguyên dương đúng không ạ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương Thì bằng chính nó nghĩa là bằng bằng 15. Rồi ở đây chúng ta thực hiện theo quy tắc cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không bình thường và các bạn được kết quả là bằng 52. Đấy, 37 cộng 15 thì bằng 52. Rồi như vậy là chúng ta đã giải xong bài tập 24 rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.